vui không bác? Cứu được chôm chôm, à. Còn mặn cầu, mặn cầu cứu chưa hết, mặn cầu mới cứu được. Mặn cầu này trời cứu chứ cứu gì nữa. Vú hơi trời. Cao quá. Tôi thấy mấy cô bấy ở đây cái đầu mình có tiền cho con đi học thì nó khỏe rồi, nó biết được cái chữ đó. Em thì bán là gà, là gà gì giờ mình chịu khổ sao không được, đúng không? Chịu cực thì sao không được, thường thường là trang nặng rồi còn đời con khát nước vậy. Nói câu đó sai rồi. Cái câu đó có nghĩa là mày ở ác á, rồi con mày lãnh hậu quả đúng đó. Rồi nó đúng mà hay sao con ăn ngọt hả? Trang mặn là con khát nước, cái đúng rồi đó. Cái câu nói đúng á là kêu là cha hy sinh. À cha hy sinh. Hy sinh đời bố cũng cố đời con. Hy sinh đời bố cũng cố đời con. Nó lộn cái gì. Trang mặn là con khát nước là biết gì không? Là đời này á ông thầy tiêu phí á. Xong con ông khổ sau này á. Cái này là em không có để tiền cho nó đâu. Em để cho nó có cái kiến thức à. Nghe cô chú người ta nói em cũng hiểu mình dù nghèo cỡ nào nghèo chứ cho con cái ăn học đầy đủ hết là chừng nữa nó ra ngoài đời nó mới thua người ta. Tỷ em như bây giờ là trình độ của nó 7 thôi mà em ham học, còn có cái em có gia đình khó khăn á rồi em nghĩ chứ nó học rồi mẹ em quýnh em luôn á. Rồi học giỏi không? Liền á. Học giỏi không? Học trung bình nè, rồi có như có lúc thì được khá cũng đỡ. Rồi có lúc nó bị tiếng Anh đó, mà đâu có khá được, nói trung bình. Rồi sao em nghe nói anh thương thầy thương cô ở lại mấy năm mà? Lớp 4 em bệnh 3 tháng. Bệnh 3 tháng rồi đâu có được thẻo nổi mấy đứa bạn đâu. Rồi em nhớ cô với nhớ thầy em ở lại cho nó vui. Mà mấy đứa kia nó thiệt, nó học 1 năm nó lên nó dở em rồi. Em học 4 năm, 3 năm gì rồi nó chắc. Thiệt, mình học gì nó cứng. Thì đó, anh thấy bước lên đâu? Đó, nó cũng học giỏi 4 năm lớp 1. Bây giờ gắng kiếm đường khác cho nó lên chứ bây giờ để cho nó nhập học ít. Ủa rồi anh có tính cho Tú Linh học không? Đi học trên này luôn. Bây giờ là cho đi học hết đúng không? Tại vì cho học hết. Mấy nhỏ cho đi học hết. Để cho nó giờ đó là trong thời gian 3 tháng là nó còn dài. Rồi trong thời gian này làm giấy tờ cho nó là kịp. Nó kịp luôn á. Tới chiều giấy tờ còn một lần nữa là xong rồi. Em đi một quận nữa là đi ên à, đi sáng đi ở phía đi vậy nè, rồi sáng chiều ngày mai về tới thì kịp. Rồi cảm ơn anh Trọng nha. Dạ, đã chia sẻ ngày hôm nay, cảm ơn mọi người. Rồi giờ anh Trọng để đâu bán? Cũng con cũng thông qua các quan ban thêm phúc chơi, cũng thông qua các cô bác anh chị đang xem kênh á. Cái vấn đề mà cũng nó như thế này thì cái vụ mà bữa la 13 triệu mà con thiếu hết vốn gì đó, con cũng thông qua thì cô chú biết bác hiểu luôn. Là cũng như con thiếu người ta, mỗi lần hai vợ chồng con á là vợ con nó đứng ra nó thấy nó thay thế giùm con, cũng như con mượn 6 triệu rồi mà con kẹt thêm 6 triệu người ta không có cho. Rồi nó thôi giờ em đứng lãnh cho anh đi, lãnh cho anh đi rồi ta cho mượn thêm cái rồi mới mượn hộ khẩu và vợ với cũng vợ luôn là mới được 6 triệu nữa. Nó rút cuộc mà mằng tới càng ngày càng lúng là cũng có lời gì chứ á. Rồi cho nên là nó bị thiếu. Còn bây giờ là làm giấy tờ nó khó khăn mà vợ nó không có giấy chứng minh nữa. Cho nên nó ở trên này là không được. Nếu mà làm giấy tờ cho con cái á, thì nó không có giấy tờ thì đâu có làm được. Đó, con cũng khổ vậy đó. Rồi con mới gửi lấy giấy tờ lại đó, 10 mấy triệu, 13 triệu 500. Thì hồi nãy anh cũng chia sẻ, em hỏi anh là tại sao mà mới đây anh hết vốn. Anh chia sẻ là về vấn đề đó. Báo con vậy chứ không có. Cái là thật sự là con kêu nó đứng giùm thôi. Thì đúng rồi. Giống như mà nên con mà con đứng hai đầu con gom một đó là có mình nên con đóng à, chứ nó không có đóng gì chăng á, tại vì con nó dạng nó đứng nó lãnh giùm con mà. Nhưng mà này anh nói sao thì chia sẻ như vậy thôi chứ có gì đâu. Cũng mong các cô chú bác hiểu biết được thấy tại con người gây ra mà nó chịu tội nghiệp. Dạ cũng mong các cô bác xem xét. Dạ. Con rồi có bây giờ là hy sinh đời bố thì cũng cấu đời con đi phải không? Đúng rồi, bây giờ mình chạy xe thì 2-3 chiếc ở nhà rồi, bây giờ chiếc này không tăng cường được còn chiếc khác thế. Như là nó bây giờ còn 2 chiếc không sao, cái chân mình á còn chân rồi đó, bây giờ tóm lại không phải còn 2 chân nữa, còn 3 cái chân nữa. Bây giờ là cái mấy chân này là chân trụ không à, giờ khổ chứ. Bây giờ nếu mà khổ quá không lấy trái cây được thì em đi mua phế liệu nhẹ vốn ngày cái chừng 300-400. Vậy là anh tính đó. Đi mua phế liệu hả? Không, mình nói vậy đó chứ không có mua phế liệu đâu, đang buôn bán này đang được mà. Chừng nào mà bán hết được luôn á, hết đường binh rồi phải không? Hết đường binh mà đấy, mà không dài thấy làm như nó khoái cái nghề này luôn.
quá. Nhưng mà bữa giờ anh thấy từ cái ngày mà anh bị dính vô scandal là không, 2 tỷ không? Là anh thấy là bị giảm đi không? Thì dù bán được không không, người cũng buôn bán ở đây, các cô chú chúng ta gần gần cũng mua mối á, ta cũng hộ, ủng hộ. Mà có bữa nay mưa quá nè, với cái món đồ này nó cũng 2-3 bữa không sao, nó cứng ngắt à, nó chưa chín, vài bữa nó mới chín. Thì buôn bán mà có bữa đắt bữa ế, đừng nản, bữa này bữa kia chứ. Thì mình không biết trước thời gian. Theo em thấy á, nếu anh bán mà anh chạy bán dạo như vậy nè, thì anh lựa những cái mặt hàng nào, ví dụ như măng cục hay là chôm chôm nhãn gì đó, thì anh sẽ dễ bán hơn. Còn với lại bơ này á, thì người ta ai mà mua cho anh, ủng hộ cho anh 3-4 kg, người ta mua lọn giỏi lắm 1-2 trái gia đình ta ăn thôi. Đó là anh bán bơ này là anh em thấy rất là chậm đó, nên là anh coi anh bán lại là những cái món dễ ăn này, chôm chôm, măng cục rồi cái là cái này biết không, cái này món nào em thèm là mua rồi thua ông luôn. Vậy là thấy là tôi thấy là ông bán hết đống bơ này là ông mập luôn á. Vậy là chạy vòng vòng mấy chỗ mà quán người ta mà xây sinh tố bỏ mối hả, bán được đi vô hỏi anh Trung kìa. Chỗ nào mà xây sinh tố tao bán là ta sẵn, người ta ghé ta mua mình luôn, cái là được. Có gì tối nay em liên hệ mấy chỗ mà ta xây sinh tố rồi đầu anh phát triển nữa rồi con đem tới chỗ cho cô bác, cũng mong các cô chú bác có mua ủng hộ con đem tới nơi những cái quán mà mua trong quán cà phê đó, xây sinh tố đó. Ủng hộ con đem tới nơi cho cô chú. Rồi cảm ơn anh Trọng rất là nhiều. Dạ, chúc anh mua mai bán đắt. Dạ. Nhưng mà cái cuộc sống thì cũng phải tiếp tục sống đúng không em? Anh có thấy là không có buồn đâu. Ủa vậy hả? Không cười chưa giờ te tét luôn. Vậy anh nói đúng cái gì sai đâu. Nói sai rồi. Mày đánh anh. Nên anh hình như là khi mà cái clip em đi cầm xe á Trọng. Dạ. Là cô chú anh chị cũng coi, mấy anh kia cũng coi thì anh cũng gọi cho anh rất nhiều, 2-3 người gọi cho anh. Yeah. Nói là trời ơi Trọng này hôm bữa hôm qua là cầm điện thoại rồi, rồi hôm nay là cầm cả xe luôn. Thì em cái nợ là giặt mọi lần mình trả mất coi chiếc đuôi luôn vậy đó, mình lấy giấy tờ lại vậy đó. Rồi chứ, không cái chuyện đó bỏ qua đi. Thì cho nên là mình ít mình vốn mà không có lấy được. Buôn bán có vốn nhiều tại 2 xe rồi. Bán 2 xe. Thì giờ á, thì giờ là khán giả cũng hỏi em là còn gì cầm không? Tính chưa? Còn mấy cái này nè. Có cô chú anh chị nói còn me, còn 2 cái thì tủ lạnh đó. Thôi me đâu không dám rồi. Cái của mình này là mình lấy được. Ví dụ như mà nếu mà gấp quá thì còn gì cầm thì em có thể chia sẻ không? Còn gì không? Cái, anh tính chưa? Tính là cầm anh tivi. Tivi. Tivi sao cầm được? Không có anh Thanh đó. Anh cầm anh Thanh TV đó. Chị TV Food luôn nha. Là cầm YouTube hả? Dạ cầm mấy anh. Trời ơi trời. Còn không biết có mấy chỗ rồi cầm. Thì bây giờ vậy nè, anh biết là Trọng không nghĩ tới, nhưng mà anh cũng tính cho Trọng rồi. Điều gì nè? Tại vì Trọng là trời nhỏ của quần 22 nữa em. Thì có một anh ở trên kênh á, anh mới gọi cho anh nói là bây giờ giờ này anh tính, Trọng nó tính mà tính chưa được, thì giờ anh tính tiếp cho nó là nếu mà cái xe nó muốn cầm á thì anh cầm cho cái xe này nè, cái xe bán trái cây nè, không là nếu mà cầm thì anh cầm cho, còn không, mua nếu mà bán thì anh cũng mua luôn. Đâu có, em nói anh nghe là đó, bây giờ ở trên này á nó nghe đâu mà tiền chuyện chục mà đi mượn người ta được, phải không? Mình có của mà mình ấy đi rồi nay mơ mình chuột lại chứ có cái gì đâu. Thì đúng rồi, thì đúng rồi. Chứ phải là em bán luôn, trừ khi em bán luôn thì mất luôn xe. Còn này em lấy anh hình vốn, rồi em lo cho con đi học nó có cái tiền tới lui vậy đó. Rồi nay mới cái em chuột ra, chứ đâu có bỏ luôn đâu. Thì ý anh nói là cái xe á, nếu mà cầm thì nói ảnh, anh cầm cho em luôn. Cái xe bánh trái cây nè. Xe cầm thì lấy đâu em? Tại vì mình gom lại 2 chiếc bánh đấy quá thì gom lại 1 chiếc thôi. Thôi. Ý anh là vậy á. Được không? Suy nghĩ đi nha, cái này là anh gửi gọi cho anh nói anh gì đó. Mà theo em nghĩ sao? Không đồng. Rồi cái này mình cầm đỡ để mình phải sợ lòng vốn lên, đâu có phải mình kẹt quá gì đâu mà ấy. Nhưng mà nếu kẹt quá thì sao? Kẹt quá mình bán ít lại một chút. Bán cái đâu? Bán trái cây á hả? Ừ, bán ít lại một chút chứ anh đừng làm nhiều. Nhưng mà tại vì nếu là kẹt rồi có nghĩa là bán ế đó. Kẹt là bán ế đó, mà bán ế là nghĩa là không có mua, không bán mua bán được thì có nghĩa là bán chi nữa. Còn sống nè. Tí bữa nay không được ngày mai anh thấy không, lấy đồ cái đồ là 2-3 bữa 5-6 bữa mà anh lấy cái món đồ của em tính trước đúng không, tính 2-3 ngày đúng không, cứ ngắt em đó không, cứ ngắt sao anh à, cũng có mấy bữa nữa mấy bữa mới ăn được đúng không, ăn được đó mình khi em vú mới chín. Ủa cái này biết vú không, vú hủ gạo á, bỏ hủ gạo chứ
Cái này chắc cái tấn gạo với vú nổi quá. Dạ. Rồi sáng giờ bán được không anh chồng? Bán được lai ra vài trăm. Vài trăm luôn hả? Không thấy có ai mua đâu, vài trăm má. Có phốt hả? Dạ. Ấy, có, này. Có không có thì nó không có để cho ra đâu. Có mệt như này. Bên bên này bán ấy đúng không? Bên này bán chậm. Bên này bán được 3 kg rồi đó. 3 ký gì? Với đây cơ bán ký rưỡi bơ với mấy chú trong này nè. Chú mù bán cũng hai loại luôn. Mấy chú hồi nãy em nghe cái chú ở trong đó nói sáng giờ đậu đây mà không ai mua nên ổng mua lỡ đỡ mở hàng đó. Chứ rồi rồi trọng ơi. Cái này mà ví dụ như em tính là khi nào em mới chuột xe được? Thì thời gian nó tới một tháng hơn mà. Ở cầm một tháng hả? Cầm tháng 2 tháng mình đóng lại thôi, có gì đâu. Lời bao nhiêu vậy? Chia sẻ với anh như ơi. Ít mà rẻ cái vài trăm. 100.000. Mong là tính ra bây giờ nè 1 triệu, nếu anh đi cầm 1 triệu đi, anh đi mượn người ta đi, 1 triệu nó sẽ ra 1.2 triệu, mà 7 triệu nó là bao nhiêu tiền lời của người ta. À. Mình có đồng vốn mình mượn xe mình đi vài bữa mình chuột ra đó còn đó nhìn khi em đó anh nghe, lỡ anh chạy chút xíu tai nạn làm sao, nhờ vô đó cắt cứu rồi đúng không? Anh còn 2-3 chiếc xe kia, anh thấy khi bữa hổm xe kia kìa, anh đậu xuống lề mà nó sẵn em chứ là banh ta đâu cũng là tính rồi gãy cái giò luôn. Lúc đó là có em nó đi chung đó, thấy á, á đâu biết hên xui được. Nhưng khi lỡ em chạy lẹ quá, thấy bà luôn, lỡ gì cái nó qua cảnh, giống như là bị qua cảnh. Tại vì cái anh Đinh coi anh nói là sợ anh Trọng bán cái xe rẻ, bán dần bán rẻ quá thì anh mới ngỡ ý nói trước vậy cho Trọng suy nghĩ. Nghe nè, kỷ niệm của cô chú đặc thương á. Còn mà có mấy cô khán giả bên kênh em ấy, thì nói chừng nào anh bán tủ lạnh thì cho hay để không. Bán cán ẻ uổng. Ngày xưa lúc đó em nói anh nghe là xã đen nó dí em quá. Rồi em ép buộc không phải bán. Giờ hết dí đúng không? Có thiếu nợ ai đâu. Rồi cho nên giờ em kẹt thì cho con đi học thì anh tính 1 tháng 1 triệu mấy mà giờ mới có mấy ngày à. Rồi 3 bữa nữa tao mới lấy tiền đâu. Sao anh thấy em hát cũng hay đó, sao mình để cái trái cây này cho ba em bán đi, cái mình kéo mình đi bán kẹo kéo, anh thấy còn nhiều tiền hơn bán trái cây. Em đi qua mấy cái quán cà phê đồ bán nhậu buổi tối đồ hát, người ta cho hát mà. Có nhiều cô chú là gọi điện thoại cho em á, khuyên á là anh kêu ba nó đi bán giấy số nó sẽ ok hơn là bán trái cây này nó bấp bênh quá, còn anh thì anh chạy bán trái cây nó dễ hơn. Biết không? Nói chung là nhiều hướng quá hơn. Cũng nhiều hướng. Nhiều hướng bây quá. Giờ em cũng đang có một cái hướng cho cha em nó nhẹ. Làm gì nó chia sẻ luôn. Ở đây là em có thể là nay mơ á là chiếc xe của cha em đó không? Nếu mà cha em bán cái cây tiếp em thấy mà khả thi nữa thì có thể bán hoài. Nếu không khả thi nữa chiếc xe em á là em đi cho cha em ở đây là ông đi thu mua phế liệu dần dần đây luôn. Là cái đó khả thi nhất. Tại sát bên là cái chỗ thu mua rồi cho cái dựa rồi đúng không? Đúng rồi, gần cái bên nhà em luôn là dựa phế liệu lớn luôn. Đó. Ủa là đi lượm hay là đi mua lại? Mua. Đi mua hả? Như là em ở đây là mình giống như em về chứ không? Dạng phát loa vậy đó. Em để em dán cái miếng giấy mà lớn nè, em dán dài nhà đều vậy đó. Thu mua dây chai, thu mua sắt vụn. Đúng rồi, tại vì liên hệ qua số điện thoại đó cái đầu có người. Rồi anh đi phát tờ rơi luôn hả? Đúng rồi. Kinh giờ. Làm tờ nhỏ thôi, đừng dán bự quá. Dạ. Đầu anh phát triển nữa rồi. Chỗ nào thường thường quán cà phê nên tôi đưa rồi. Phát triển nữa rồi. Hay là gì đó cái cô chú người ta cần cho tôi điện mình. Rồi với xe em để vậy nè. Vài bữa nó đâu ở thông với em đâu. Bữa nào mà không bán em để chỉ chở thuê, ai kêu chở em chở. Thiệt, mấy nhà chở nó nhóc chân tôi di chuyển đồ nặng là em chở luôn, lãnh chở luôn. À. Ừ, nếu mà cần thiết em quất thêm chiếc nữa. À nếu mà anh em nói quất nữa là em quất thêm chiếc nữa thì đó. Anh thấy đầu đường nên người ta để cái xe kêu là bán. Thì đó, mua luôn chiếc đá chở nó mới sướng. Vậy đó, ở đây dựa phế liệu sát bên đâu có dựa làm sống. Tính ra anh Trọng cũng tính toán dữ với bộ mình nói chuyện mình mới hiểu anh tính toán. Cái này là em thứ nhất là mình bây giờ mình không quen ai trên này, phải không? Quen anh nè. Không có. Em nói nghe giả tỷ mình có kẹt đi, mình mượn ai? Mượn anh thì giá 100-200 triệu. Có mình có của mình chạy đi ấy đi rồi nay mới chuột lại. À. Nói chung bây giờ em nói nghe mượn người ta là 1 triệu qua 1.2 triệu rồi. Ừ, mượn bây giờ anh tính tháng có mấy trăm ngàn à? Thì nó ngày đâu có nhiêu tiền đâu mà tới tháng khen quá ta đó. Bây giờ lại trong thời một tháng nó lạnh thấy không, mà 2 ngày em cũng có tiền lời mỗi ngày rồi, thì cái phần đó em nhín nhúc lại đem đóng cái lời cho người ta vậy đó. Em cũng tính lại tỷ giống như ngày mình bớt lại 20.000 cà phê mình đi vậy đó, mình nhịn lại một cái vậy đó được không? Đóng được tháng được. Nói được mà làm được không? Được.